Xin chào tất cả các bạn đã đến với video đầu tiên của năm 2019. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một mẫu card đồ họa đã được Hà Nội Computer đã nhắc đến rất là nhiều trong những số talk show rồi. Đấy chính là chiếc RTX 2060. Và tại sao chúng ta lại cần đến một video riêng để nói về chiếc RTX 2060? Đấy chính là với như nhiều thông tin mà mình vừa nhận được ấy, thì khoảng giá của con RTX 2060 nó sẽ trải rất là rộng. Đấy chính là từ 9 triệu cho đến tận là 14 triệu. Và nó sẽ nằm ở phân khúc gọi là tầm trung. Thì như các bạn đã thấy thì với những mẫu như là RTX 2070, RTX 2080 nó có mức giá khá là cao đúng không? Thì liệu RTX 2060 nó có đáng giá hay là không? Khi mà GTX 1060 nó đang dần tụt hậu đi về mặt phần cứng. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Nhắc đến RTX 2060 thì con số 60 ở đằng sau thì nó sẽ giúp chúng ta phần nào định hướng được là phân khúc của nó sẽ là phân khúc tầm trung. Nó cũng giống như là GTX 1060 trước đây mà thôi. Nhưng mà chúng ta đang hơi băn khoăn một điều, đấy chính là những mẫu RTX hiện tại thì giá của nó đang khá là cao. Ví dụ nhá, là RTX 2080T, giá của nó lúc vừa ra mắt là khoảng tầm trên 35 triệu. Nhưng mà GTX 1080T lúc mới ra mắt nó chỉ khoảng tầm là 25 triệu mà thôi. Thì bây giờ các bạn đang rất là đắn đo là trong khoảng giá 10 triệu nó đang bị trống. Có nghĩa là vị trí của con GTX 1070 nó đang bị trống như thế này. Thì việc Nvidia lắp con RTX 2060 vào để vá khoảng trống đấy thì về mặt hiệu năng trên giá thành thì nó có đáng giá hay là không? Sơ qua về RTX 2060 thì nó sẽ sử dụng GPU là TU106, tức là nó chung thiết kế với cả RTX 2070, nhưng phần nào nó sẽ bị giảm bớt đi số lượng nhân CUDA cũng như là lượng nhân RT đi một chút. Với TU106 thì mặc dù nhìn trên thiết kế nhá, thì nó sẽ khá giống với cả TU104, ở trên là RTX 2080 bị cắt đi một nửa. Nhưng mà nó thực chất thì nó đã được Nvidia thiết kế lại, chủ yếu là nó sẽ được giảm bớt đi độ ăn điện cũng như là tỏa nhiệt cực mạnh ở trên là TU104. Với thông số của RTX 2060 nó sẽ có là 30 RT core. Thì phần nào chúng ta cũng có thể nhận ra đấy chính là GPU ở trên RTX 2060 nó là một phiên bản được cắt giảm đi của RTX 2070. Còn lại thì về mặt thiết kế nó sẽ không còn gì là thay đổi cả. Khi nhìn vào mặt thông số kỹ thuật thì các bạn có thể thấy là RTX 2060 nó sẽ khiến các bạn khá là bất ngờ ấy. Bởi vì về mặt thông số kỹ thuật nó thậm chí còn nhỉnh hơn cả mấy con là GTX 10 series. Còn khi so với cả mấy con như là RTX 2070, RTX 2080 thì ok, phần cứng của nó có bị cắt giảm đi, nhưng mà với mức giá khởi điểm là khoảng tầm 9 triệu đi thì nó quá là ngon so với cả con RTX 2070. Số CUDA Core của 2060 nó sẽ tương đương với cả 1070. Và mức giá của 2060 so với cả 1070 thì nó cũng là xem như nhau mà thôi. Điểm thua thiệt của 2060 so với cả 1070 đấy chính là bộ nhớ chỉ có 6GB so với cả 8GB, cũng như là băng thông chỉ là 192 bit so với cả 256 bit. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có là RT Core và Tensor Core sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn rất nhiều. Không phải ở Ray Tracing mà là tính năng DLSS, một tính năng sử dụng AI để tăng số lượng FPS ở trong game. 6GB RAM thực ra nó không quá nhiều nhưng mà nó sẽ không thiếu nếu mà các bạn chỉ chơi game ở độ phân giải là Full HD. Và đặc biệt nếu như chỉ xét về việc nhá, là RTX 2060 nó sinh ra để phù hợp cho màn hình 2K đổ lại thì đây là một con số nó rất là hợp lý. Và nếu như để lựa chọn giữa 6GB GDDR6 của RTX 2060 thì mình thấy là hợp lý hơn là 8GB GDDR5 ở trên 1070. Nhưng quan trọng nhất là hiệu năng của RTX 2060 nó ra sao thì ở trên mạng nó đã có rất là nhiều điểm benchmark được leak ra và được cho nó là chính thức. Nhưng mà mình chưa tin lắm bởi vì có một số cái thì hiệu năng của RTX 2060 nó tương đương với cả GTX 1070. Và có một số cái thì nó lại tương đương với cả GTX 1070T. Mà trong khi đó giá của RTX 2060 nó lại trải quá là rộng đi, từ 9 cho đến 14 triệu. Và theo như phán đoán cũng như là cảm nhận riêng của mình ý, thì khả năng cao là hiệu năng thực sự của RTX 2060 nó sẽ chỉ nhỉnh hơn con GTX 1070 một chút mà thôi. Vì phân cứng của GPU nó là gần tương đương nhau,
Còn mấy cái thông tin mà nó gần tương đương với cả GTX 1070 Ti thì khả năng cao là nó đang được bật tính năng là DLSS. Bởi vì như mấy game mà mình thấy ở trong danh sách cũng như là trong những bài báo đấy thì nó đều là những game hỗ trợ công nghệ DLSS, sử dụng trí thông minh nhân tạo để tăng FPS ở trong game. Nhưng chính vì cái giá của nó trải quá là rộng, thế nên các bạn nên chờ những thông tin chính thức của nó. Còn thông tin bây giờ ấy, thì nó chỉ là mang tính chất tham khảo mà thôi. Nếu như trong những buổi talk show lần trước thì mình có dự đoán là tính năng ray tracing ở trên RTX 2060 nó gần như là không mang lại tính hiệu quả, thì ở trong bảng benchmark lần này thì có lẽ là mình nên rút lại lời nói đấy. Khi mà ở trong tựa game là Battlefield 5 thì dù bật tính năng ray tracing ở mức là Ultra ở trên độ phân giải là Full HD thì FPS mà các bạn vẫn thu được ấy là nó ở khoảng tầm là 60. Nó có thể nói là vừa đủ để cho các bạn có những trải nghiệm tốt nhất về mặt đồ họa đỉnh cao ở trong game. Và mình cũng sẽ hy vọng là ở trong những bản driver về sau ấy thì những tựa game ở trong năm 2019 nó sẽ tận dụng tốt hơn phần cứng ở của tính năng là RTX, tính năng Ray Tracing, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những công nghệ mới nhất, những tựa game đẹp mắt nhất. Theo như một vài hình ảnh được leak ra của con RTX 2060 phiên bản Founder Edition ấy, thì nó sẽ sử dụng một đầu cấp nguồn là 8 pin, nó giống như là trên những con GTX 1070. Thì mình nghĩ là khả năng ăn điện của con RTX 2060 nó cũng không ít đâu các bạn ạ, mà khả năng là nó sẽ là tương đương với con GTX 1070. Thế nên các bạn nên cần sử dụng một bộ nguồn công suất thực từ 500W trở lên nhá, để cân cấu hình đấy. Còn thực ra thì đối với nhiều bạn thì việc mà ăn điện hơn, các bạn phải trả nhiều tiền điện hơn thì có thể các bạn sẽ là không quan tâm. Nhưng mà mình đưa ra thông tin này để các bạn có thể lựa chọn một bộ nguồn phù hợp. Và như thông tin mà mình thấy, những hình ảnh mà được leak ra ấy, thì với phiên bản Founder Edition, có nghĩa là phiên bản mà FE ấy, thì tản nhiệt của nó là tương tự như là bản RTX 2070 luôn. Thì mình cũng phán đoán một chút, đấy chính là khả năng tỏa nhiệt của con RTX 2060 nó cũng nhiều ấy, chứ không ít đâu. Và có thể là cái nhân RT Core, cái nhân Ray Tracing ấy, nó tỏa rất là nhiều nhiệt, thế nên là nó làm cho việc tản nhiệt của chúng ta phải là ngày càng khủng hơn thì mới có thể gánh được cái nhiệt lượng tỏa ra. Để biết nó một cách chi tiết hơn ấy, thì chắc là chúng ta vẫn sẽ phải đợi thôi. Còn việc mình nói như thế này ấy, thì mình vẫn chưa có hàng để test thực tế ở trên tay. Thế nên là về mặt nhiệt độ cũng như là điện ấy, thì chúng ta sẽ phải chờ để có thông tin chính xác nhất. Nhưng mà với tầm giá khá là rộng, khoảng tầm từ 9 cho đến 14 triệu. Và đối với mình nhé, với những mẫu card đồ họa RTX 2060 mà có giá khoảng tầm 9 triệu mấy rồi là 10 triệu mấy, thì đây sẽ là một món hời cực kỳ lớn cho các bạn và không còn gì để chê nữa với mức giá như thế. Và trước đây các bạn thấy là chiếc GTX 1060 có giá bản 6GB nhé, có giá khoảng tầm là 8 triệu. Và ai cũng gọi là khen lấy khen để, và nó được bình chọn là mẫu card đồ họa có hiệu năng chỉ giá thành tốt nhất. Thì mình nghĩ là với thời điểm sau Tết này nhé, nếu mà các bạn dùng dính tiền thì các bạn có thể build một hệ thống PC sử dụng RTX 2060 mà mấy cái bản có giá khoảng tầm 9 triệu mấy, 10 triệu mấy, thì nó sẽ gọi là có hiệu năng trên giá thành tốt nhất luôn. Nhưng mà RTX 2060 ấy, nó sẽ chắc chắn có một điều mà làm các bạn sẽ rất rối, đấy chính là nó có quá nhiều phiên bản khác nhau. Thứ nhất mình có thể liệt kê ra, nó có đến 6 option về dung lượng RAM. Đấy chứ là 6GB DDR6 này, 6GB DDR5X này, 6GB DDR5 này, rồi 3GB DDR6 này, 3GB DDR5X này, rồi 3GB DDR5. Rồi chưa kể cả những bản custom của các hãng nữa, thì các bạn sẽ cực kỳ rối và các bạn sẽ không biết phải lựa chọn nó như thế nào. Bởi vì không biết là tản nhiệt nó ra sao, rồi hiệu năng giữa những phiên bản đấy nó có khác nhau nhiều không, rồi nó có đáng để các bạn lựa chọn hay là không. Và mình chắc chắn sẽ có một trường hợp mà các bạn sẽ thắc mắc như thế này, đấy chính là thắc mắc giữa phiên bản là 3GB DDR6 và 6GB DDR5 thì nó sự khác nhau về hiệu năng nó khác nhau nhiều hay là không. Chắc chắn cái này chắc chắn là các bạn sẽ có thắc mắc đấy. Và thực tế là mình cũng đang rất rối, chứ không nói gì đến các bạn đâu. Mình rối vì là không biết hiệu năng nó như nào, rồi các thứ, rồi giá cả, rồi khi mà mình tư vấn cho các bạn mình cũng không biết tư vấn như nào, thì khả năng là mình sẽ phải có một video làm kỹ về vấn đề này cho các bạn. Tổng kết lại, nếu như các bạn đang có một tầm giá để mua card đồ họa là khoảng tầm trên 10 triệu mà các bạn lại muốn nhá, chơi game ngon, làm việc tốt, mang cho mình những công nghệ mới nhất, thì RTX 2060 nó không thể nào là một sự lựa chọn nào khác được nữa rồi. Khi mà RTX 2060 nhá, nó mang trong mình phần cứng của con 1070, nó mang trong mình công nghệ của con 2070, nó lại mang trong mình một tầm giá cao một chút so với con 1060. Thì các bạn có ý kiến như thế nào về con RTX 2060 này? Các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.